Duy trì được sức khỏe dẻo dai, tận hưởng những ngày tháng vui vẻ ở tuổi xế chiều là mong muốn của hầu hết những người bước qua tuổi 40. Không những thế, ông bà, cha mẹ khỏe mạnh, minh mẫn còn là phúc đức dành cho con cháu. Tuy nhiên, kể từ tuổi 40 trở đi, dấu hiệu lão hóa thể hiện rõ nhất ở làn da khi xuất hiện nếp nhăn. Các mô và cơ quan cũng dần mất tính đàn hồi và hoạt động trì trệ. Nhiều chứng bệnh mãn tính như viêm phế quản, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, thoái hóa khớp bắt đầu xuất hiện. Chức năng miễn dịch suy yếu, không thể giúp cơ thể chống chọi lại các tác nhân có hại xâm nhập, dẫn đến cơ thể thường xuyên đau ốm, viêm nhiễm. Một lối sống lành mạnh và dinh dưỡng cân bằng phần nào có thể làm giảm các tác nhân gây hại kể trên, giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe và sự dẻo dai. Với một đứa con thì luôn luôn hy vọng là muốn nhìn thấy ba mẹ luôn luôn là cũng khỏe. Nên là ngoài việc là giúp cho ba mẹ vui á, thì tôi còn lựa chọn mua những thực phẩm bổ sung để cho ba mẹ dùng á, để cho tốt cho sức khỏe. Thì cái tiêu chí của tôi á, là cái sản phẩm đó phải có chứa những cái dưỡng chất để mà tăng cường hệ miễn dịch. Thì giờ tôi đã lựa chọn được một cái sản phẩm rất ưng ý. Thì sản phẩm nó có chứa thành phần của sữa non cũng như là vitamin khoáng chất. Thì nó, nếu mà nó có nguồn gốc và an toàn thực phẩm thì tôi sẵn sàng lựa chọn. Các nghiên cứu trong nhiều năm gần đây đã chỉ ra rằng sữa non từ bò rất giàu kháng thể và yếu tố miễn dịch, không chỉ tốt cho người cao tuổi mà còn là nguồn bổ sung dưỡng chất hàng ngày cho mọi lứa tuổi. Một trong những loại thực phẩm có chứa sữa non từ bò đó là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline. Tính ưu việt của sản phẩm này thể hiện ở sự hiện diện của kháng thể IgG tự nhiên với hàm lượng cao, cùng kết hợp với các yếu tố miễn dịch, phát huy vai trò hỗ trợ bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường sức đề kháng.